nhận định Argentina với Chile 2 giờ ngày 7 tháng 7, tranh hạng ba Copa America 2019. Đây là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi chứng tỏ bản thân trong ngày chia tay giải đấu trên đất Brazil. Cập nhật phong độ, tỷ lệ kèo, đội hình dự kiến của cả hai đội, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh Bóng Đá Web để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Đã hai lần Messi và các đồng đội lỡ hẹn với Copa America chỉ với duy nhất một nguyên nhân, Chile. Đội bóng xứ Tango hẳn vẫn chưa thể quên được những thất bại cay đắng trong hai trận chung kết trước La Roja. Và dường như cổ động viên bóng đá nước này đã hướng sự căm thù sang Chile trong vài năm trở lại đây. Như một sự trêu đùa của số phận, ở giải đấu năm nay, hai đội lại gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của mình ở Copa America. Nhưng không phải là chung kết mà là trận tranh giải ba. Có thể nói kỳ Copa năm nay là một giải đấu thảm họa với Argentina. Khi Messi nói anh chơi không tốt ở giải đấu này thì lập tức, thành tích của cả đội tuyển cũng đi xuống theo phong độ của siêu sao Barcelona. Khởi đầu thê thảm với thất bại trước Colombia dường như đã dự báo về kết cục không mấy khả quan cho Albiceleste. Có thể nói họ đã vượt qua vòng bảng một cách đầy may mắn. Nếu như Derlin González Paraguay chính xác hơn trên chấm 11m thì có lẽ thầy trò Scaloni đã phải xách vali về nước trước vòng tứ kết. Cổ động viên xứ Tango tạm yên tâm khi đội bóng con cưng của họ đánh bại Qatar và Venezuela để tiến vào bán kết, nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hai đối thủ trên dường như là quá yếu để khiến Argentina bộc lộ ra điểm yếu lớn nhất của họ, sự gắn kết trong lối chơi. Tới trận đấu với Brazil, mọi thứ lại được phơi bày trần trụi. Albiceleste thua quá dễ dàng trước đội chủ nhà, hàng thủ lỏng lẻo, hàng công thiếu biến hóa và sự cơ động. Tất cả những lý do đó cộng với việc Messi câm lặng, một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá thế giới bỗng hóa tầm thường. Khác với thất bại của Argentina đã được nhiều người dự báo trước, việc Chile gục ngã ở bán kết mới thực sự gây bất ngờ. Không ai nghĩ nhà đương kim vô địch lại thua chóng vánh tới 0-3 trước Peru. La Roja đã có một hành trình không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là ấn tượng. Họ thắng tưng bừng trước Nhật Bản và Ecuador trong hai lượt đấu đầu tiên. Thất bại dưới chân Uruguay chỉ mang ý nghĩa thủ tục khi đã chắc suất đi tiếp. Ở tứ kết, một Colombia hừng hực khí thế và bất khả chiến bại cũng đành câm lặng trước hàng thủ của nhà đương kim vô địch để rồi gục ngã trên chấm luân lưu may rủi. Thế nhưng, người ta lại không thấy tất cả những phẩm chất đáng giá nhất của Chile ở trận bán kết với Peru. Họ dường như đã đánh mất chính mình. Các cầu thủ mắc những sai lầm sơ đẳng và thể hiện tâm lý bạc nhược. Thất bại 0-3 thực sự quá nặng nề. Có lẽ đến lúc này Sanchez và các đồng đội vẫn chưa thể hiểu tại sao họ lại có một trận đấu tệ đến như thế. Rõ ràng, tâm lý của Chile sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với Argentina. Kèo nhà cái đưa ra ở trận này là Argentina chấp 1/2 trái. Nếu xét trong 90 phút thi đấu chính thức, Chile chỉ thắng Argentina 1 trong 14 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, một tỷ lệ đáng buồn. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Albiceleste cũng là người chiếm ưu thế khi thắng tới 4. Hai trận đấu còn lại là hai kết quả hòa trong 90 phút và Chile được hưởng niềm vui trên chấm luân lưu. Dù không đạt được mục tiêu cao nhất là ngôi vô địch, nhưng Messi và các đồng đội hẳn vẫn có động lực để thi đấu hết mình. Một chiến thắng trước kẻ thù khó chịu là Chile sẽ làm nguôi ngoai phần nào cho Albiceleste. Dự đoán, Argentina 2-1 Chile.